Chào mọi người, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với bếp của Trinh Trần trong kênh Trinh Trần Cuộc Sống ở Đức. Ở Đức hiện tại thì bán cái chân cua hoàng đế mà đã hấp sẵn rồi thế này cả nhà. Thì có giá thì Trinh mua 700 g chân cua hoàng đế này thì với giá là 43 euro cộng với 7% thuế nữa thì nó tương đương với khoảng 47 euro, thì tương đương với khoảng 1,3 triệu Việt Nam đồng. Thì hôm nay Trinh sẽ làm món chân cua hoàng đế xào hành gừng. Xin mời cả nhà cùng vào bếp với Trinh nhé. Nguyên liệu ngày hôm nay để làm món chân cua hoàng đế xào hành gừng bao gồm có chân cua hoàng đế đã rửa sạch rồi cả nhà. Đây là chân cua họ đã hấp sẵn rồi, cho nên là mình đã để giã đông và rửa sạch rồi. Thật ra là có hành lá, có một quả trứng gà, có hành tây, có tỏi và có gừng. Đó. Ngoài ra thì sẽ có thêm bột bắp này cả nhà. Và những cái gia vị cơ bản bao gồm nhé cả nhà. Xin mời cả nhà cùng vào bếp với Trinh nhé. Cái bước đầu tiên sau khi sơ chế sạch sẽ những cái nguyên liệu ấy thì Trinh sẽ cắt những cái chân cua hoàng đế này ra thành những cái khúc nhỏ đấy. Những cái chân này nó rất là nhiều gai này cả nhà, nên phải cẩn thận. Thịt cua là đầy luôn ở trong cái chân này luôn đấy cả nhà. Cua là đầy luôn cả nhà. Đó. Cái miếng này thì có thể cắt làm đôi cũng được. Những cái phần này thì Trinh sẽ cái phần đùi này này nó khá nhiều thịt đấy, Trinh sẽ cắt ra làm đôi cũng được. Mục đích cắt ra như này làm gì? Thứ nhất là để cho nó có miếng vừa ăn đấy. Đây. Thịt đây cả nhà. Họ đã hấp sơ qua rồi cho nên đã chín rồi cả nhà. Đó. Cái mục đích cắt những cái miếng này ra để làm gì? Cái chân cua hoàng đế này ra để thứ nhất là có những cái miếng vừa ăn như này cả nhà. Đấy, mình có thể qua cầm để ăn thôi. Thứ hai rằng là mình cắt ra như này để cho xíu nữa mình xào ấy thì gia vị nó sẽ thấm nhanh vào trong những cái chân cua này thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Tiếp theo là Trinh sẽ sử dụng một quả trứng gà. Trinh sẽ lấy lòng trắng thôi nhé cả nhà nhé. Đó, Trinh sẽ lấy lòng trắng của quả trứng gà thôi. Cái mục đích để làm sao lại cho cái lòng trắng trứng gà vào đây? Bởi vì lòng trắng trứng gà ấy, cho vào đây để cho nó có một cái lớp nó kết dính. Để tẹo nữa Trinh sẽ rắc cái bột bắp lên để Trinh chiên qua cái chân cua hoàng đế này một lần. Để cho, bởi vì đây là cái, dù sao cũng là chân cua đông lạnh ấy. Thì mình chiên qua đi cho thịt nó săn chắc và nó sẽ không bị khô cái thịt khi mà mình xào á. Là để cho cái gia vị nó ngấm hơn. Hay gọi là pâte de maïs theo tiếng Pháp và maitake, không biết là Trinh nói có đúng không. Đây, cái bột bắp này rắc một ít. Mình sẽ xóc đều lên. Rắc một lần thứ hai lên. Sau khi xóc đều lên thì mình sẽ cho vào chảo dầu để chiên nhé cả nhà nhé.
chân cua hoàng đế ấy, sau khi chiên sơ qua ấy, khi mà tẩm bột và bột bắp và trứng để chiên sơ qua để giống như là một cái lớp áo bột để cho nó thêm thấm gia vị và cho nó thơm ngon ấy. Đấy, thì cả nhà nhìn thấy nó rất là hấp dẫn ha. Đấy, bây giờ thì Trinh sẽ cho vào xào hành gừng nhé cả nhà nhé. Bởi vì cái này đã có dầu rồi cho nên Trinh chỉ cho một ít dầu vào nữa thôi. Đấy, Trinh không có cho nhiều dầu đâu cả nhà. Trinh sợ cho nhiều dầu lắm. Đấy, Trinh có nếm thử. Đấy, thịt nó rất là dai cả nhà. Khi mà chiên xong á, chiên sơ qua một lớp áo bột ấy. Đấy. Nó rất là vừa rồi cả nhà. Trinh cảm giác như là không cần phải mình nêm nếm nữa ấy, là nó đã vừa lắm rồi. Tại vì cái con cua này nó ở biển mà, cho nên nó có vị mặn đậm đà rồi, không phải nêm gì nữa. Đấy. Sau khi mà làm nóng chảo ấy, thì Trinh sẽ cho hành vào. Đấy, Trinh sẽ cho tỏi. Trinh đổ ít dầu cho cả nhà để vừa cho nó thêm miệng chảo thôi. Vì đây là chảo chống dính mà nên không cần phải quá nhiều dầu. Sau đấy thì Trinh sẽ đổ cua này vào. Sau đó thì mình sẽ cho một ít dầu hào thôi cả nhà. Bởi vì cái con cua này nó cũng đã đậm rồi mà. Cho vào để cho nó đậm đà một chút xíu nữa thôi. Bây giờ thì Trinh sẽ cho gừng này. Đấy. Gừng sắp mỏng ra. Và cho hành vào. Mùi gừng ấy xào lên thơm cực kỳ cả nhà, gừng với hành tỏi ấy thơm lắm. Bây giờ thì Trinh có thể tắt bếp cho cả nhà. Vậy là Trinh đã hoàn thành xong món chân cua hoàng đế xào hành gừng rồi cả nhà. Mùi gừng tỏi phi thơm lắm cả nhà ạ. Bây giờ thì Trinh sẽ thưởng thức với bánh mì nướng bơ tỏi nhé cả nhà nhé. Món này làm rất đơn giản và mùi thơm thì hấp dẫn lắm cả nhà. Mọi người làm thử nhé. Trinh chúc mọi người thành công nha. Guten Appetit!
Hẹn gặp lại mọi người ở những video nấu ăn hay hơn, hấp dẫn hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt mọi người, mình là Trinh. Cả nhà nhớ bấm đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất khi Trinh ra video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.